Tôi đang có mặt tại thị xã Savannakhet, Lào và chuẩn bị vào tham quan ngôi chùa Tiểu Thừa nổi tiếng của thị xã. Và ngôi chùa này có cái độc đáo là tọa lạc bên bờ đông của dòng sông Mekong. Dòng sông Mekong trải qua Savannakhet và chia đôi bên bờ Tây, đó là Mục Na Hãng, một cái tỉnh của Vương quốc Thái Lan. Và việc chia ranh giới giữa Lào và Thái này được thực hiện bởi người Pháp vào cuối thế kỷ 19. Và họ đã ký với Anh, với Thái Lan là bên bờ Tây của sông Mekong, lãnh thổ thuộc Thái, bờ Đông là thuộc Lào. Và cho đến ngày nay, đây cũng là biên giới giữa Lào-Thái. Như vậy, đến với Savannakhet, chúng ta thấy được sông Mekong chảy qua hai nước là Lào và Thái Lan. Đứng bên đây có thể thấy nước bên kia rất tuyệt vời, rất đẹp.